Hello, xin chào mọi người. Đây là bài viết trải nghiệm tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca của Nguyễn Vũ Hoàng Hiếu đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ, mời các bạn lắng nghe bài viết này nhé. Vì mẹ mình là nhân viên tại bệnh viện, nên mình được tiêm AstraZeneca theo diện người nhà của cán bộ nhân viên trong ngành y tế. Mình muốn chia sẻ trải nghiệm của cá nhân mình để mọi người có thể tham khảo, đồng thời có thêm những thông tin khi tiêm vaccine AstraZeneca để chuẩn bị đầy đủ vì chắc sẽ có đa số người tiêm loại vaccine này. Trước khi tiêm vaccine, chắc chắn đầu tiên khi đến địa điểm tiêm chủng với mình là bệnh viện nơi mẹ mình đang công tác thì chúng ta sẽ phải khai báo y tế. Sau đó mình đến bàn đăng ký tiêm chủng. Ở đây bạn xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước và thẻ bảo hiểm y tế của bạn để cán bộ y tế có thể nhập dữ liệu. Hình như ai khai báo thông tin trên app gì đó chỉ cần chứng minh thư hoặc thẻ căn cước là đủ. Đoạn này thì mình không rõ lắm. Tiếp đến, bạn sẽ được phát hai tờ giấy. Tờ thứ nhất cũng dạng như tờ khai báo y tế, nhưng là hỏi bạn về những việc như là bạn có bị dị ứng thứ gì không, bạn có đang mắc bệnh gì, có tiền sử bệnh tật gì không. Nếu không có vấn đề gì, bạn cứ tích vào ô không là bạn sẽ ổn. Tờ thứ hai là điền thông tin cá nhân và cam kết tôi đồng ý tiêm vaccine. Lúc đầu mình cũng không để ý và cứ khai hết thông tin và ký tên. Sau đó, chị cán bộ y tế có kiểm tra lại và bảo mình em phải ghi in hoa dòng tôi đồng ý tiêm vaccine, nếu không thì không được tiêm đâu. Có gì các bạn đọc kỹ nha, vì cái lưu ý này nó ở tít dưới cùng của tờ giấy nên mình cũng hơi đơ đơ cái khúc này. Khám lâm sàng. Sau khi xếp hàng khoảng 15 phút thì mình được gọi vào khám sàng lọc. Ở đây, các bác sĩ sẽ đo huyết áp cho bạn, đo nhiệt độ cơ thể, chiều cao, cân nặng. Tiếp đến, mình được chuyển sang một bàn bác sĩ khác. Anh ấy có hỏi mình về các vấn đề bệnh tật, đặc biệt là trong khoảng 6 tháng qua hay gần đây có tiêm vaccine, phẫu thuật gì không? Nói chung là có rất nhiều câu hỏi, nên bạn hãy cố gắng nghe kỹ một chút và trả lời đúng. Thế là mọi thứ sẽ ổn. Tiêm và sau tiêm. Tất nhiên, tiêm vaccine thì nhanh lắm. Chỉ vèo cái 10 giây là tay bạn sẽ được băng bó cẩn thận. Bạn nên mặc áo phông ngắn tay để vén lên tiêm cho dễ nha. Chả hiểu sao mình mặc cái áo sơ mi tử tế quá, cuối cùng phải cởi hết ra. Sau khi tiêm thì bạn sẽ ngồi trong phòng chờ khoảng 30 phút để theo dõi các phản ứng phụ. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, bạn quay lại phòng khám sàng lọc để đo huyết áp và trả lời thêm một số câu hỏi như em có thấy cơ thể có biểu hiện gì lạ không? Em có đau đầu hay chóng mặt gì không? Cuối cùng, bạn được phát một tờ giấy tổng hợp thông tin về quá trình tiêm chủng, những phản ứng sau tiêm và đặc biệt là số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Bác sĩ cũng nói thêm với mình là trong những ngày tới, hãy nghỉ ngơi, chú ý biểu hiện cơ thể, không bôi bất cứ thứ gì lên chỗ tiêm và hạn chế rượu bia. Phản ứng phụ mình đề cập tới sau này là trải nghiệm xảy ra với mình. Có người sẽ gặp, có người không, nên đây chỉ là phần để các bạn tham khảo thôi nha. Ngày thứ nhất sau tiêm. Mình ra về và nghỉ ngơi trong ngày hôm đó. Đến chiều hôm đó thì mình có ra tắm và mẹ mình về bảo là mày tắm sai rồi. Đúng thật, chiều mình tắm xong thì tối hôm đó mình sốt 38 độ và bắt đầu chuỗi ngày vật lộn với phản ứng phụ của vaccine. Tay trái chỗ tiêm bắt đầu cứng và đau nhẹ, có thể miêu tả như bạn bị ai đó đấm vào vậy. Ngày thứ hai sau tiêm, mình tỉnh rất sớm bởi mệt mỏi không ngủ được, thậm chí còn mơ những giấc mơ hơi kỳ lạ và có trạng thái không phân biệt giữa tỉnh và mơ. Chỗ tiêm ở tay trái thì cứng đơ và rất đau nếu mình cử động. Mình thậm chí không nằm nghiêng sang trái được vì nó sẽ đè vào vùng mình tiêm. Có thể miêu tả lúc này cảm giác như tay trái của mình bị gãy vậy. Khắp cơ thể mình ở đâu cũng đau mỏi, kiểu như bị một hội nào đó quay vào đánh túi bụi vậy. Mình làm theo chỉ định là nếu cơ thể mệt mỏi quá thì có thể uống thuốc hạ sốt như là Efferangan. Mẹ mình thì bảo ăn uống đầy đủ, ăn nhiều hoa quả và uống Panadol cảm cúm là đủ rồi, không cần phải uống thuốc hạ sốt. Cái này thì tùy trường hợp, nhưng mẹ mình có nói vậy nên mình làm theo chứ không thắc mắc gì thêm cả. Đến tối thì mình bị đi ngoài nhẹ. May mà nó nhẹ chứ không đang mệt như vậy mà bị nặng chắc mình ngủm mất. Ngày thứ ba sau tiêm, mình đã hạ sốt nhưng vẫn không hết hẳn, vẫn ở mức ôm ôm 37 độ 5. Tay trái chỗ tiêm thì đã đau lại còn đau hơn, thậm chí mình còn không nhấc được tay trái lên. Cơ thể thì cũng đỡ dần và không còn mỏi nữa, nhưng mà chả hiểu sao cái chân trái của mình nó cứ bị tê, không biết có phải là do phản ứng phụ của vaccine hay không.
ngày thứ tư sau tiêm. Mình đã khỏi ốm, chỗ tay trái cũng đỡ hơn, nhưng vẫn không nhấc được tay lên quá vai. Còn lại mọi thứ đều đã ổn định, không còn phản ứng nào khác xảy ra. Ngày thứ năm sau tiêm, mọi cơn đau đầu, sốt, mệt, đau người đã kết thúc và mình có thể thoải mái ngồi viết những dòng này. Ngoại trừ một thứ đến giờ vẫn đau là chỗ tiêm ở cánh tay trái, chỉ cần ấn nhẹ một chút là lại đau. Tổng kết, khi tiêm vaccine COVID-19, bất kể là loại vaccine nào, bạn cũng nên ăn uống đầy đủ trước và sau tiêm, ăn nhiều hoa quả để bổ sung vitamin cho cơ thể. Khi xác định tiêm vaccine, cụ thể ở đây là AstraZeneca, thì bạn nên sắp xếp thời gian và công việc vì bạn sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất trong 3 ngày nếu phản ứng phụ có xảy ra. Hãy làm theo chỉ định của bác sĩ và để ý tới cơ thể để tránh những trường hợp xấu xảy ra nha. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Còn bạn thì sao? Hãy chia sẻ trải nghiệm tiêm vaccine của bạn dưới comment để chúng mình cùng thảo luận nha. Đừng quên like, share và subscribe cũng như lên spyroom.com để đọc thêm những bài viết thú vị khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.